Đội tuyển Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Nguyễn Quang Hải trận gặp Malaysia sắp tới. Trong cuộc đối đầu với Indonesia vào tối ngày 7 tháng 6, Quang Hải đã phải nhận một chiếc thẻ vàng sau pha ngăn chặn cầu thủ số 15 bên đội bạn phản công. Điều này đồng nghĩa với việc huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không thể sử dụng Quang Hải cho trận so tài với Malaysia bởi cầu thủ này đã nhận đủ 2 thẻ vàng. Chia sẻ với truyền thông trong phòng họp báo sau trận, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết: "Chúng ta cũng biết là Quang Hải sẽ vắng mặt. Cậu ấy không thể thi đấu đúng là thiệt thòi về con người và chiến thuật cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng tôi đã có phương án thay thế Quang Hải rồi. Chúng tôi luôn có phương án thứ hai để thay vào một vị trí." Vắng trận Malaysia, Quang Hải sẽ có điều kiện tập trung cho trận với UAE. Đó cũng là một điều hay. Quang Hải đang mỏi cơ nên có thể nghỉ ngơi, hướng tới đối thủ UAE với thể trạng tốt nhất. Một cầu thủ quan trọng khác cũng gặp vấn đề, đó là trường hợp của Tuấn Anh. Huấn luyện viên Park Hang-seo nói tiếp: "Tuấn Anh đã có va chạm với một cầu thủ của Indonesia. Cậu ấy đã phải ra dấu thay người nên tôi quyết định đưa Xuân Trường vào sân. Còn về tình trạng cụ thể của Tuấn Anh thì phải chờ tới sáng mai mới có thể xác định chính xác được. Tất cả chúng tôi đều rất vui khi đánh bại được Indonesia. Đội bóng đã phát huy được tinh thần tập trung cao độ trong hiệp 2. Trước mắt đội tuyển quốc gia Việt Nam còn 2 trận nữa gặp Malaysia và UAE, cùng với việc phải thắng ít nhất 1 trận. Chính vì vậy, toàn đội sẽ không vội vàng chìm đắm trong chiến thắng. Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa ở trận đấu tới đây. Các cầu thủ phải làm sao để không có phản ứng với lối chơi của Indonesia, để mình không bị thiệt hại. Chúng ta phải hướng tới 2 trận đấu tiếp theo. Các cầu thủ đã thực hiện chiến thuật mà tôi đề ra. Tôi không muốn nói nhiều với đội bạn và chỉ muốn tập trung vào những gì mình làm tốt." Trở lại với trận đấu, đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng ấn tượng 4-0 trước Indonesia. Tiến Linh, Quang Hải, Công Phượng và Văn Thanh là những người lập công. Indonesia đã dùng lối đá thô bạo, bỏ bóng đá người khiến cầu thủ Việt Nam liên tục phải nằm sân. Đáng chú ý nhất là tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh phải rời sân ở phút 35, vào thay cho anh là Lương Xuân Trường. Cũng trong buổi họp báo, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chia sẻ về tiền đạo trụ cột của đội tuyển quốc gia Việt Nam. "Nguyễn Tiến Linh là một tiền đạo có tư chất tốt nhất của Việt Nam hiện tại. Cậu ấy có bản năng sát thủ ở vị trí tiền đạo cắm và điều đó đã được thể hiện trong trận đấu ngày hôm nay. Tôi tin những trận đấu tới Tiến Linh sẽ tiếp tục thể hiện được bản năng sát thủ của mình." Đội tuyển quốc gia Việt Nam tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2022. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có được 14 điểm sau 6 lượt trận. Theo lịch thi đấu, Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán với Malaysia vào ngày 11 tháng 6 và UAE vào ngày 15 tháng 6. Tất cả các trận đấu sẽ được diễn ra vào lúc 23:45 theo giờ Việt Nam.